Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua làm mực nước các sông lên nhanh, sạt lở đất nghiêm trọng trên các trục giao thông gây chia cắt cô lập hoàn toàn huyện miền núi như là Nam Trà My và Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam, gây ngập lụt tại nhiều địa phương của tỉnh Quảng Nam. Và ngay trong chiều tối qua thì huyện miền núi Bắc Trà My đã tổ chức di dời cho 48 hộ dân với 190 nhân khẩu đến nơi an toàn để phòng tránh sạt lở do mưa lớn trên địa bàn huyện trong những ngày qua. Mưa lớn đã khiến cho nhiều vị trí trên quốc lộ 40B qua huyện miền núi Bắc Trà My, Nam Trà My của tỉnh Quảng Nam bị sạt lở nghiêm trọng. Cầu sông Trường, sông Oa tại huyện Bắc Trà My đã bị nước ngập sâu hơn 2 mét, người dân không thể qua lại. Gần 40 hộ dân bị sạt núi năm ngoái đã được định cư, nay lại có nguy cơ bị cô lập trở lại. Trong khi đó, đến sáng nay, mưa lớn kéo dài đã khiến 4 trên 10 xã thuộc địa bàn huyện Nam Trà My bị cô lập hoàn toàn. Bây giờ mà nếu có xuống này mà nếu mà trời mưa như đây mà kéo dài thời gian là bò con mình coi như là đâu có ra, không lộ mang chứ được, đi qua đi lại cũng mất phương tiện luôn, mà là quản trách luôn. Xã này qua xã nào không được, mà có bộ quyện vô có được, đứng hết trời đây chứ làm gì được. Hiện tại, công ty thủy điện Sông Chanh tiếp tục mở 6 cửa van đập tràn để điều tiết hồ chứa với lưu lượng xả từ 250 đến 2.450 mét khối trên giây nhằm cắt giảm lũ cho hạ du. Mực nước hồ hiện tại là 174,2 m trên 175. Ngoài việc khẩn trương khắc phục sạt lở, giải phóng các điểm chia cắt, sớm thông đường, các địa phương còn chủ động phát huy phương châm 4 tại chỗ tại các thôn nóc hộ gia đình nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân địa phương. Chúng tôi đã xây dựng các phương án là sơ tán dân thì trên địa bàn huyện đã sơ tán trên 1.000 dân ở những vùng mà có nguy cơ sạt lở. Và cho đến hôm nay thì cũng sơ tán một số hộ. Và nếu như mà nó mưa tiếp tục kéo dài thì chúng tôi sẽ tiếp tục ứng cứu sơ tán dân để ra khỏi vùng nguy hiểm, làm sao đảm bảo tính mạng cho người dân. Hiện tại Quảng Nam, mưa lớn vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Các vùng đồng bằng thấp trũng của các huyện Nông Sơn, Đại Lộc, Điện Bàn, Hội An cũng bị ảnh hưởng nặng do các hồ thủy điện xả lũ. Còn tại huyện Đại Lộc, đến sáng nay, nước sông Vu Gia dâng cao đã gây cô lập hàng trăm hộ dân tại xã Đại Cường. Để ứng phó với diễn biến mưa lớn kéo dài, chính quyền các địa phương ở Quảng Nam đã chủ động triển khai các phương án tại chỗ, sẵn sàng hỗ trợ đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng người dân nếu xảy ra tình trạng bị cô lập dài ngày.